gì vậy con, gì vậy? Wow, snack khổng lồ nha. Bánh đi chị. Khổng lồ quá trời, khổng lồ luôn. Thịt khổng lồ nè. Thích không, thích không? Đi, đi qua đây coi, đi qua đây coi. Cái này có một loại hay là nhiều loại vậy? Ở trong nó có nhiều vị á chị. À, ở trong có nhiều vị. Có vị đảo biển, và có vị sao, có cay, có không cay. À, nó có trong nó có 6 củ nhỏ. À, thì nó sẽ có nước sốt chấm luôn. Mà mình mua mấy cái này thì nó không có nước sốt chấm. Dạ. Mày thích không? Mày thích không? Thích không? Thích không? Để chú lấy cho nha. À, lấy cho một túi đi. Đó, qua lấy kìa, chú lấy kìa. Rồi. Đã chưa? Đã chưa? Đâu đâu nhơ mẹ chưa? Mẹ chụp hình cái coi. Wow. Một cái túi snack khổng lồ nha. Đã. Bạn muội sách nổi không con? Sách nổi không? Tôi có ba sách cho, tôi có ba sách cho. Cái túi vậy luôn á hả? Không có cái bạn. Chơi cái túi vậy luôn, độc lạ luôn. Đã nha. Đi. À, đi xuống đây, xuống đây coi đồ nữa nè. Coi đồ quá trời. Sách nổi không? Sách nổi không? Nay toàn là mua đồ cho muội không. Sách bánh không coi, bánh đi. Sách không nổi, ướt quá. Trời, bữa nay mưa lầy quá, ở dưới này nước không, ở nước không ngon, đi cẩn thận. Đây nè, đi.